Tiếp tục chúng ta sẽ đến với động tác gót chạm mông nhá. Hai chân mở rộng hơn vai nào, hai tay bám vào hông của mình nào. Gót chạm mông lên. Gót chạm mông. Gót chạm mông. Gót chạm vào mông chưa ạ? Gót chân chạm vào mông chưa ạ? Bây giờ kết hợp với tay nhá. Lên. Nghiêng. Nghiêng. Nào, muốn đẹp chúng ta phải xoay vai của mình nhỉ? Xoay mắt của mình nhìn theo gót chân, xoay mắt nhìn theo gót chân. Yes. Yeah, rất dễ. Nào, cái hướng của người mình nào vẫn giữ nguyên nhá. Chúng ta không xoay nhá, chúng ta vẫn giữ nguyên. Chỉ nghiêng thôi ạ. Mọi người nhớ không ạ? Nghiêng thôi nhá, nghiêng chứ không xoay nhá. Nghiêng. 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 Kết hợp với âm nhạc nhá. 5 6 7 gót chạm mông. Mắt nhìn theo tay, mắt nhìn theo chân. 5 6 7 tay ra. 1 2 3 4 5 6 7 tay lên. 1 2 3 kéo xuống. Tay chống hông. Rất dễ. Nào, các chị em lưu ý cho em là hai đầu gối của mình vẫn mở nhá. Hai đầu gối này vẫn mở nhá. Chúng ta thì gập chân lại thôi chứ chúng ta không khom, không khom vào như này nhá. Không đẹp đâu. Yes. Rất dễ. Rất dễ nhỉ. Nhớ là hóc bụng nha. Đừng bao giờ quên là hóc bụng nha. Lần nữa nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7. Ok.